các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái tích mà nó cho phép chúng ta tiết kiệm pin trên những máy iOS. Người nhà phát triển của cái tích này nói là đây tích duy nhất mà nó giúp chúng ta tiết kiệm pin được gấp đôi. Thì chúng ta cùng xem là tích này nó có những cái gì. Giới thiệu của nó thì đầu tiên là phần xem đồ thị. Chúng ta có xem đồ thị của pin. Nhìn nó hơi bị khó nhìn một tí, bởi vì màn hình iPhone bé mà cái đồ thị này rất là dài. Trục tung của nó là cái miliampere trên giờ, còn trục hoành là thời gian, nghĩa là nó biểu thị cái lượng miliampere trên giờ theo thời gian. Ngoài ra thì chúng ta còn có những cái đặt, ví dụ như là xem thêm nhiệt độ theo thời gian, hoặc là xem thêm cái miliampere theo thời gian. Nói chung là cái phần này nó hơi bị nâng cao, mình nhìn cũng không hiểu lắm và cũng ít khi dùng, nên là chúng ta có thể bỏ qua. Phần tiếp theo là cái thông số của pin, thông số gần nhất của pin, thì nó bao gồm cái dung lượng thực của pin. Dung lượng thực của pin của mình là 997, trong khi pin zin là 1130. Vì vậy là mình đã bị chai tương đối nhiều. Ngoài ra thì còn có số vòng sạc. Số vòng sạc là 566. Còn có cả số seri của pin, rồi là các kiểu thông số khác. Ở phần quan trọng nhất là phần setting, thì nó cho chúng ta đầu tiên là chọn cái chế độ chung. Thì nó gồm có 6 chế độ. Chế độ không tiết kiệm. Chế độ thứ hai là chế độ tắt sóng radio nhưng vẫn để cái S và cái 3G để chúng ta nhắn iMessage. Thứ ba là normal, có nghĩa là tắt cái radio. Thứ tư là aggressive, có nghĩa là tắt cả data nếu mà có cái kết nối wifi. Thứ năm là ultimate, có nghĩa là tắt radio và chỉ được bật khi mà chúng ta bật bằng tay. Cuối cùng là tùy chỉnh, chúng ta có thể tùy chỉnh các kiểu. Thì nếu mà pin của chúng ta còn ít thì chúng ta chọn những cái aggressive hoặc là ultimate. Còn nếu mà pin còn nhiều thì chúng ta có thể chọn không tiết kiệm hoặc là iMessage friendly. Ngoài ra thì nó còn có cái switch radio on lock unlock, có nghĩa là khóa máy thì nó tắt radio. Hoặc là mở máy thì nó bật radio. Mà cái phần debug là phần gỡ lỗi ứng dụng thì chúng ta không quan tâm lắm. Ngoài ra thì chúng ta có thể tùy chỉnh app mà nó tắt sóng radio. Chúng ta phải tắt riêng lẻ những cái ứng dụng mà nó hết tốn pin, hoặc là bật riêng lẻ những cái ứng dụng mà chúng ta cần dùng, mà nó nếu mà chúng ta cho trong cái chế độ chung mà chúng ta để tắt mà đây để bật thì nó vẫn bật cái ứng dụng của nó lên. Ví dụ như là mình dùng WhatsApp chẳng hạn, mình bật ở đây lên thì WhatsApp vẫn kết nối được. Còn chế độ K mode là khi đi ô tô thì chúng ta không cần lắm. Còn có cái tắt icon ở trên status bar, tắt 3G wifi các kiểu đấy. Còn mấy phần dưới là thông tin chung, thông tin của ứng dụng thì chúng ta không quan lắm. Nói chung tích này thì các bạn nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, vọc kỹ, nó không đơn giản lắm. Thì để cài tích này chúng ta cần máy iOS đã jailbreak, chúng ta vào CDA, ta tìm kiếm, gõ là bat server 7 cho iOS 7, yêu cầu iOS 7 đã jailbreak. Xong chúng ta bấm install thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn xem màn hình khóa của mình bây giờ. Này, nó có chữ Absorbent chạy, sau đó thì một đống chữ nhật nhẽo các kiểu chạy.